Chào mừng em đến kênh của Thắng Hả? Biker. Đấy, thì hôm nay thì mình lại lên cái video để cập nhật cái dòng xe giá rẻ cho em ha. Địa chỉ cửa hàng xe máy A Chính nè, số 254 quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức nhá. Đấy, số điện thoại là 090 831 nhá 3366 này. Đấy, thì anh em cần chiếc xe đi làm đi chơi thì em cứ liên hệ A Chính nhá. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ trả góp này, bao ship xe cho anh em luôn. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào để hỏi A Chính từng chiếc để cho anh em có thể tham khảo nhá. Bên trong thì có xì bo hai thì đều có đủ hết anh em nhá. Và có những dòng phổ thông ở đây này, giá mềm. Đấy. Ok, còn anh em mà đang xem video mà trên cái kênh thì hãy cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông hoặc chia sẻ để ủng hộ cho mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để cập nhật mấy dòng xe cũ đã có sử dụng cho anh em ha. Anh em nhớ xem hết video để biết giá từng chiếc nha. Đấy. Thì mình sẽ lướt qua từng chiếc một. Còn anh em muốn biết thêm chi tiết kỹ hơn thì em có thể liên hệ trực tiếp A Chính nha. Đấy. Anh Chính sẽ cung cấp hình ảnh kỹ hơn cho anh em ha. Thì đầu tiên mình sẽ đi từ bên ngoài vào luôn anh em nhá. Đấy, bên ngoài thì là những dòng giá rẻ này. Dòng giá xe từ 3 triệu trở lên. Đấy. 3 4 triệu, 5 6 triệu tùy thuộc vào từng dòng anh em nhé. Ok ha. Đây là chính này. Đấy. Rồi ok. Hôm nay thì chiếc kẹt bán rồi này anh ạ. Bán rồi. Đấy. Ok. Sáng mới ghé mà thấy chiếc kẹt mà giờ bán rồi. Đấy. Đấy, hai chiếc kẹt Pajero, Havero rất là mới luôn. Để anh Chính sắp xe lại rồi báo giá luôn cho em ha. Rồi. Xe cực kỳ nhiều luôn. Đấy, đồng giá gì hết, giá cao thì đều có hết nhá. Rồi mình sẽ làm từ đầu ngoài này vào cho anh em nhá. Đây. Đấy, đầu ngoài này thì có mấy chiếc xe giá mềm nhất này. Hai chiếc này thì biển 29 với 37, hai chiếc này là giá 4 triệu anh em này. Đó, anh em muốn cần một chiếc đi làm thì đây. Đấy, còn cái chiếc kia thì 3 triệu thôi, mình sẽ trả lại đi lại báo giá cho anh em luôn. Hoặc là cúp này. Đó. Cúp cánh én thì đều có nhá. Ở trong đây với trong nhà đều có hai chiếc luôn. Đấy. Ok ha. Rồi ok. Rồi, xin chào thì anh em đây là anh Chính nha. Xin chào anh em ha, buổi chiều ha. Ok, thì anh em mà cần xe gì thì cứ liên hệ anh Chính nha. Đó, anh Chính sẽ cung cấp hình ảnh, thông tin kỹ hơn cho anh em ha. Rồi, chiếc đầu tiên luôn, chiếc QS đi. Rồi, ok. Đấy, QS. Xe này còn nguyên con á. Đó, nguyên con luôn. Đây, bàn chân anh em nè. Rồi, chiếc này biển đâu nhỉ? Chiếc này biển số ở thành phố. Biển thành phố luôn, đấy. Rồi. Rồi giờ anh bán giá con này bao nhiêu anh? 10 triệu. 10 triệu anh em nhá. QS đến thành phố luôn. Rồi, giá 10 triệu. Đấy. Rất nhiều dòng xe. Đây, chiếc này luôn. Q Alpha. Đấy. Q Alpha này, đó. Đây nha. Đời 21. 21 nữa. Đây, lên liền này, liền đồ chơi, đùm đồ chơi nhá. Rất là đẹp luôn ha. 21. Rồi giá con này bao nhiêu anh nhỉ? Giá 10 lẻ 5. 10 lẻ 5. Biển nữa là biển đâu luôn ha? Biển số 62 Long An. Biển 62 luôn. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo. Đấy. Honda Lead. Con Lead này Ly. Đời 2 lớp 10. 2 lớp 10. Giá 11 triệu. Đấy. 11 triệu. Đấy, rồi ok. Đèn áo còn rất cứng nha. Đấy. Rồi, tiếp là Attila chân bấm nè. Đấy. Chân bấm 3 triệu đó nha. Hả? 3 triệu. 3 triệu. Rồi, 3 ok. Triệu. Đấy, ok. Rồi, chiếc tiếp theo. Chiếc này 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu, biển số thành phố nha. Đó, quay 8 triệu nha, biển thành phố. Đấy, ok. Đó. Rồi, chiếc kế tiếp luôn anh. Cái này 8 triệu rưỡi, biển số Bến Tre, 71. Đó, 8 triệu rưỡi, biển 71 anh em nha. Đó, đây, Honda này. Đó, tức là giá cũng rất là mềm luôn. Rồi. Tiếp theo là chiếc này, chiếc cúp này, cúp tinh én nè. Đó,
chiếc này đã lên xe rồi nha. 6 triệu cái nén. Cái nén. Xe vô có xe cái nén vô đề rồi, có đề luôn. Chung là xe có đề lên đề rồi nhá. Đấy. Chung là vô đề thì cũng khỏe. Đấy, lốp còn dày nhá. Cầm điện cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rồi ok. Ờ, chiếc hai chiếc này, hai chiếc này là 4 triệu đồng. 4 triệu đúng rồi. Hai chiếc này giá 4 triệu nhá. Đó, chiếc bánh mâm, bánh căm. À, chiếc xe quay để anh em đi làm. Rồi, cho 4 triệu nhá. Đấy, hai chiếc này là 4 triệu nè. Đúng rồi. Đó, còn con này biển 61 luôn. Đấy, quay biển số cho anh em nào mà cùng huyện cùng tỉnh thì có thể là lấy chiếc được ha. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. À, báo giá cái lượt bên trong này luôn anh. Đấy, rồi, ok. Đây có hai chiếc SH rất đẹp luôn này. Đó. Rồi. Chiếc SH đầu luôn. Rồi. Rồi. Hai chiếc SH này là đời 2010. 2010 à. Đó. Đó. Chiếc này biển số đẹp nhá. 33 à 3636 này. Đó, chiếc 3636 này giá bao nhiêu nha? 200. 200 nhá. Ngay chính chủ luôn anh. Xe chính chủ. Đấy. Xe chính chủ luôn nhá. Rồi. Chiếc 2010 với chiếc này biển 60 nè. Biển 60, xe đó 170 triệu. Ờ 170 nhá. Đó. Anh em thấy không? Chiếc biển số đẹp này, khó đẹp luôn, để cho anh em nào mà thích số sưu tập số đẹp ha. Rồi. Tiếp theo đến dòng 2 thi này, có Sibo nhá. Đấy. Rồi. Xe này Sibo 2000. Đó, Sibo 2000 anh em nhá. Số sườn là 43 đầu. Đó, 43 đầu. Đấy, anh em thấy không? Đây. Ở dàn mũ này. Siêu đẹp luôn. Đấy. À, xe chiên từ đầu đuôi anh em nhé. Rồi, okay. Biển số Bến Tre nha, được số cặp luôn nha. Đó. Rồi. Giá con này bao nhiêu nhỉ? 185 triệu. 185 nha anh em nhé. Đấy, Sibo. Rồi, ok. Tiếp theo luôn là Sachia. Đó. Hay Sachia 206 số sườn 85 đầu. Đó, 206 anh em nhé. Đấy, thấy không? Đấy, dành. Đó. Đó. Rất đẹp nha. Con này bao nhiêu nhỉ? Xe đó giá 300 triệu. Đó, 300. Giá 300 triệu. Rồi, 300 triệu. Đấy, anh nhớ nhầm mà thích hai thì. Đó, ha. Thì bo. Đó. Đó, rồi, ok. Chiếc AB luôn. Rồi, AB con này đời mấy nhỉ? Đời 2016. Đó, 2016 nhá. Giá 26 triệu. 26 triệu luôn. Con này biển đâu anh nhỉ? Biển số 61. Biển 61 luôn. Đó. AB biển 61. Rồi, ok. Chiếc tiếp theo luôn, SH1 này. Xe này đời 2017. SH1 đời 2017 nhá. Đây. Đó, dàn áo siêu đẹp luôn này. Chưa vết chày nhá. Đấy, đời 2017. Biển số 61 luôn nha. Đó, biển 61 luôn. Đó. Xe này là chính chủ, giá là 44 triệu. 44 triệu nhá. Rồi, ok. Rồi, đây có Vario này, Vario này có hai chiếc nhá. Đó. Chiếc màu xanh xám ha. Chiếc này là 2021 luôn đấy nhỉ? Đúng rồi, đời 2021 vô mới. 2021 luôn nhá, siêu keng luôn. Đấy. 2021 luôn. Giá con này bao nhiêu anh ạ? Giá là 45 triệu. 45 triệu anh em nhá. Đăng ký 2021 luôn. Con này biển đâu anh nhỉ? Biển số thành phố, số đẹp. Biển thành phố luôn. Đó. 2021 luôn anh em nhá, mới keng luôn. Rồi, chiếc này luôn anh ạ. Xe đời 21 luôn, 2021 luôn. Con này cũng 21 luôn nhá, 2021 luôn. Đấy. 2021 luôn. Con này biển đâu anh ạ? Biển thành phố luôn. Biển thành phố luôn nhá. Giá con này luôn anh. Giá là 44 triệu. 44 triệu anh em nhá. Đó, 2021 luôn, hai con đều 2021 nhá. Rồi, ok. Tiếp theo. Rồi, đó là con xe tàu, xe Đài Loan. Xe Đài Loan cái này chỉ có 4 triệu thôi để cho dân lao động đi làm. Nói chung là xe này anh em đi làm nhá. Nói chung là dàn áo này, đó, lốp cũng rất là đẹp luôn, dàn chân cũng rất là cứng nhá. Đấy, ok. Tiếp theo là chiếc QS. QS này 8 triệu nha. QS 8 triệu anh em nhá. Biển số 60 Đồng Nai. Đó, biển 60 Đồng Nai luôn. Rồi, đây có đây cũng là chiếc QS nữa này. Đấy. QS. Đấy. Con này biển 60 luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Xe là 9 triệu rưỡi, không đi. 9 triệu rưỡi. Ok, mình sẽ lướt qua biển số cho anh em xem biển số nhá. Đó, 60 này. Rồi, ok. Lướt qua coi xem anh em ở gần đâu thì lấy ở đó ha.
Đấy. Ok. Đấy. Thì những dòng xe này thì đều rút hồ sơ được anh em nhá. Đó, có hỗ trợ trả góp luôn. Đấy. Rồi, ok. Dưới này còn rất là nhiều dòng xe này, đây. Rim này, đấy. Đây. Con này là con Supreme đời 98. À, 98. Đời 98 xe mộng được chủ một xe riêng nguyên con, đi đồng hồ mới mấy mười mấy ngàn cây thôi. Rồi, ok. Đi đồng hồ là chỉ mới 16 ngàn. Đó, 16 ngàn cây nhá. Cũng là xe zin từ đầu đến đuôi. Đấy, lốc này. Theo. Đấy, quay kỹ cho anh em xem mà. Lốc dàn chân này cực kỳ đẹp luôn nhá. Nó là hơi bị cọp luôn á. Rồi. Rồi, con này biến đâu nhỉ? Biến số thành phố, số đẹp, biến số đẹp luôn. Thành phố số tiếng luôn, chín nút mà số tiếng lên luôn. Đó, 3439 nè. 3439. Đó, ok. Giờ giá con này bao nhiêu anh? Xe đó 40 triệu. 40 triệu anh em nhá. Đấy. Supreme. Đấy, nói chung là dành cho anh em đam mê. Rồi, ok. Tiếp theo, con này là này SH125 anh. Đúng rồi, SH125. Đó, 125 nhá. Đấy. Con này đời mấy nhỉ? Đời 2016. 2016, đó, SH125, 2016. Giá 55 triệu. Đó. Xe chính chủ nha, một đời chủ một. Một đời chủ nha. Sơn bóng rất là đẹp luôn. Rồi, ok. Rồi, chiếc này là quay thái anh. Đây là quay thái 110. Quay thái 110, xe chính chủ, một đời chủ một thôi. Đó. Hồi xưa giờ có một đời chủ mới về mình là người thứ hai thôi. Rồi, ok luôn. Đó, quay thái anh em nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rồi, con này biến đâu nhỉ? Biển số thành phố, biển số chính đúc luôn. Biển thành phố luôn. Rồi, giá con này luôn anh. Giá con nó 20 triệu. 20 triệu nhá. Đấy, quay thái anh em nhá. Rồi, ok. Tiếp theo là đến ông quay S luôn. Đấy. Rồi, con xe này quay S này là 9 triệu nha. Quay S 9 triệu. Biển số 60 Đồng Nai. Biển Đồng Nai 60 nha. Đấy, ok. 60 Đồng Nai. Rồi, ok. Tiếp theo là AB. AB đời 208. AB 208 nha. Giá 9 triệu. Rồi, 9 triệu thôi. Xe này cũng ngay chủ luôn nha, mua là công chứng mua bán nhanh gọn lẹ. Đó, ok. AB. Đấy, nhìn thấy không? Ra rất là mềm luôn. Rồi, ok, tiếp theo luôn. Chiếc này là AB đời 211, phun xăng điện tử. Đó, AB 211 nhá. Đó, phun xăng điện tử. Đó, như đời này là đời cuối rồi. Này đời cuối rồi đó, đúng rồi, cuối đời luôn á. Rồi, ok. Giá con này là bao nhiêu anh nhỉ? Giá 18 triệu. 18 triệu anh nhá. Đấy. Ok. Xe này chính chủ luôn. Đó, chính chủ luôn ha. Mua là ra công chứng mua bán liền. Rồi, ok. Tiếp theo là chiếc SQM. SQM. Đấy. Nó sấy nó vậy á. Nhưng mà xe này máy chưa bung á. Rồi. Nghe chủ đứng tên đó 6 triệu thôi. Rồi, 6 triệu anh em nhá. 6 triệu. Đấy. Anh em. Đó, cũng là dàn mũ còn rất là cứng nè, lốc cũng rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Da còn khá là mềm. Rồi, con này là quay đa lim nha. Quay đa lim. Rồi, okay. Quay đa lim 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi em nhá. Đó. 5 triệu rưỡi, dàn áo rất là đẹp luôn nè. Giáo mới, xe đẹp. Mới. Đó, ok. Rồi, ok. Chiếc quay RSX. RSX 110. Đó, 110, bánh căm thắng đĩa nè. Đó, dàn chân thì còn rất là cứng nha. Rồi. Con này nhiêu nha? Xe này 9 triệu rưỡi luôn. 9 triệu rưỡi. Biển số 75. Biển 75 ha. Rồi, ok. Quay Alpha. Đấy. VS, RS, quay RS là đâu á? RS. 8 triệu rưỡi. Biển số 65. Rồi, biển 65. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vòng dưới để quay cho anh em nốt bên dưới nha. Đấy. Qua đây nã biển số bên đây cho tao thấy rồi, luôn. Rồi, ok. Quay cho anh em xem biển số phát nữa ha. Đó cho đấy, ok. Cho đây rồi, biển số Supreme nè. Đó, SH nè ha. Ok, đấy. Đấy. Có anh em nào thích biển số nào thì alo nhá. Wow. Đây có chim nữa nha. Đấy. Một con rồi, cái này luôn. Rồi, AB 125. AB 125. Đời 2015 luôn. 25 nè. Đấy. Giá dễ thương luôn, giá dễ thương cho anh em luôn, 23 triệu. 23 triệu anh em nhá. Xe chính chủ. Chính chủ một người chủ. Biển 59 luôn nè. Đấy, cụm lốc nè ha. Xe biển số được 8 nút luôn. Rồi, ok. Rồi. Rồi, chiếc SH luôn.
SH không bán nha. SH để kiển. Để làm kiển cho cửa hàng xe. Rồi còn chiếc nào đó nha. Rồi, như đây thôi, còn mấy đây là kiển luôn. À, còn mấy chiếc anh để kiển để chơi rồi. À, để chơi kiển luôn. Chơi kiển luôn. Rồi. Thì mình mới lướt qua thì báo giá cho anh em biết giá từng chiếc á. Anh em biết không biết thêm chi tiết từng chiếc thì em cứ liên hệ anh Chính nha. Đó. Nói chung là mình quay hết lượt để báo giá cho anh em, tôi còn quay kỹ chiếc á mà chưa kỹ được, nên mà anh em muốn biết chi tiết hơn thì em cứ liên hệ anh Chính nha. Đó. Thì anh Chính có mua bán trao đổi với các lồng xe, với bao chút hồ sơ cho anh em và hỗ trợ trả góp luôn. Đấy, ok. Thì mình sẽ quay lại địa chỉ và số điện thoại để cho anh em ta có thể là đến tham khảo nha. Đấy, cứ hàng xe máy A Chính nè. Đấy, hàng xe máy A Chính thì ở gần gần cầu vượt Linh Xuân nhá. Đấy, ngay đây đường này là đường quốc lộ 1K. Địa chỉ đây ha. 254 quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức nhá. Số điện thoại là 0908313366 nhá. Đấy, anh em muốn mua một chiếc xe đi làm, đi chơi, xe hai thì có đủ cả anh em nhé. Rồi, chân mình sẽ kết thúc video từ đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em có thắc mắc gì về những cái dòng xe khác thì em sẽ comment bên dưới nhá, mình sẽ làm video để cập nhật báo giá cho anh em. Và bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông chia sẻ ủng hộ cho mình ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những cái video khác ha.